Lý do Tổng Giám đốc Công ty Cây Xanh Hà Nội bị bắt. Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội cùng 6 người bị khởi tố bắt giam vì nâng khống giá cây gây thiệt hại tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngày 1 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan. Đồng thời, Công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khởi tố tạm giam 7 bị can. Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 7 bị can để phục vụ cho điều tra vụ án nêu trên, trong đó 6 người bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Những người này gồm có Nguyễn Xuân Hanh, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, Đỗ Quang Tiến, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh, Cây Hoa, Cây Cảnh thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, Đỗ Khắc Tú Anh, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu Công trình Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị, Nguyễn Thị Ngọc Lâm, Nguyên Thẩm định viên Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Hòa Lạc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Vì Nhân dân, và Kiều Thị Thúy, Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Hòa Lạc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Vì Nhân dân. Bị can thứ 7 bị khởi tố tội buôn lậu là Hoàng Đình Văn, Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo quyết định của pháp luật. C03 cho hay đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng biện pháp theo luật định, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Bước đầu xác định thiệt hại 30 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, những năm qua thì thành phố Hà Nội đã triển khai chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố để có thể thực hiện. Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội được giao làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội là đơn vị được đặt hàng. Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam là đơn vị tư vấn thẩm định giá. Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình, các bị can đã có hành vi thông đồng, nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt, đặt hàng, làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Bước đầu, cơ quan công an xác định, trong quá trình thực hiện 2 hợp đồng trong số 15 hợp đồng giữa Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, các bị can đã nâng khống giá một số loại cây, chủ yếu là cây trà là và cây bàng lá đỏ, trong tổng số trên 17 loại cây theo hợp đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 30 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung, được các bị can nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.